Sợ cũng có đau. Đau chứ, mình cố gắng điều trị nha. Không có bị ngược ánh sáng nào. Ráng nè. Nhưng hơi bị chói chói rồi. Thấy cái game ta chọc lại ngày nay nó phải hợp một ni rồi. Khi mà ta đây xong ta bị quẹo luôn rồi. Đang bèo vì một em lâu rồi kìa nên sẽ đau. Em không biết là mụn không á. Cái này không phải mụn mà cái này là gọi là những cái tím, cái u. Nên chị có làm nhà hồi trước có một cô nó cũng nhiều. Con gái cũng có, con gái cũng bị nhiều. Tháng em quéo sao thấy chơi gì ô chụp chưa người đâu á mới giờ một nhéo thôi còn nhiều lắm mới ở dưới này là trên này mà thì hắn đau cỡ ri thôi chứ hắn đâu có đau hơn nữa đâu. Dạ nghe. Không. Công nhận cái bà hồi chiều bây chiều đau dở nè. Xỉu luôn á. Trong cái chỗ này cũng đau thiệt. Đáng xíu. Ráng à, ráng à. Rồi, ăn xong. Ăn xong cục nước. Chắc thấy đứa mua không mua kìa. Bé này bị tra tấn tội sợ đáng nè chị ngồi ghế đợi tí gì hết mắt luôn á. Đừng mở nè.
được nửa chặng đường rồi. Rồi. Thả lỏng nè. Anh nằm yên nha. Chị đang khum lưng, chị cũng mệt lắm. Thả lỏng, thả lỏng. Khi em nhìn thấy là em sẽ đỡ đau hơn. Chứ em cũng có hồi lâu á, đi sờ ba em cũng có hỏi rồi, họ kêu rồi nặng không có được đó. Sờ ba đâu biết làm mấy đi đâu. Sờ ba nói gì. Dạ được chị. Thôi phát chờ chị. Em đừng có nghĩ là hát, em nghĩ còn lâu lắm là xí đừng hát thật nhanh. Chứ đừng có hỏi. Trời chịu đó. Cắn răng chịu đựng đi em. Ai mượn. Ráng à, đau đó. Đọc dễ sợ. Nóng dã man này chứ. Trời này mới đau. Đau nè, ráng nè. Em đừng có giật mình đó. Cái kim này, kim này muốn đi đường. Còng lắm luôn á. Chứ mà nút rồi xong rồi mới gặp sưng đi. Anh làm nút rồi. Câu nó mà nút rồi của hắn là bị ấy đó nè. Bị sẹo á. À. Một con. Nếu mà nó làm là nút rồi nó bị sẹo á. Sẹo nhưng mà hắn cũng có lồi đúng không? Không biết lồi không là do cái. Thì chỗ em cũng một cục to làm sao mình kêu sẹo nè. Chỗ miệng dễ bị lồi lắm. Hà. Ừ. Chỗ vùng miệng khác. Nói chung là tụi em rau quá rồi, không quan tâm nữa chị. Ok ok ok. Mua em xong rồi mới quan tâm được. Thôi tậu quá. Liều gì. Xuống như này đi. Chứ cái bình đó ta tìm hoài không ra. Ta định xịt mấy lần rồi ta. Để lộ thiên cho ta tìm. Tìm hoài không ra điên kinh luôn. Và hôm chị định xịt trầu vì thấy nhiều quá đi. Mà tìm không ra bực mình thôi, khỏi luôn. Để thả ra. Trời ơi, đau quá vậy. Đâu, gần xong 30 giây nữa. Em muốn xỉu luôn á. Xỉu luôn đi, rồi chị làm. Ah, cancer.
Đau. Đau. Lúc càng lúc càng đau nữa. Rồi cục nữa thôi. Dạ. Càng lúc chị càng khủng bố em. Sao chị không sắp xong không à? Chị nói sắp xong mà vẫn còn thấy Udara quéo lực lắm. Nhiều lắm hả? Quá nhiều luôn. Sao mày không có xẻ bông chị hả? Không sao.